Lượng Hàng outfit chú rể với anh Tú, Hyun Bin, Quang Hải nhận ngay một điểm trừ vì lý do này. Trong ngày trọng đại, Quang Hải đã thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lịch lãm, tuy nhiên một chi tiết nhỏ đã khiến diện mạo của nam cầu thủ có phần mất điểm. Đai cam mờ ban, một phụ kiện truyền thống trong trang phục tuxedo là sự lựa chọn tuyệt vời với những quý ông mong muốn tô đậm thêm nét lịch thiệp. Tuy nhiên, một trong những khó khăn khi sử dụng đai cam mờ ban chính là việc nó có thể phá vỡ tỷ lệ của cơ thể, khiến vóc dáng trở nên mất cân đối nếu không chọn đúng cách. Nếu như anh Tú hay Hyun Bin đều ghi điểm tuyệt đối với loại phụ kiện này thì Quang Hải lại có vẻ như không thực sự phù hợp với chiếc đai kén người như cam mờ ban. Có thể thấy khi cài khuy áo lại che đi chiếc đai kia thì trong tổng thể của Quang Hải lại 10 điểm ngay. Còn bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cho Lavion nhé!